Bắt gặp chàng trai có hai tôn giọng vừa men vừa dẹo làm tôi bất lực. Đừng nghe sự kiện, đông lắm. Đừng nghe sự kiện, đông lắm. Ok ok. Coi nhảy đâu. Ơi chợ lắm. Ok ok, mình bảo vệ cậu nha. Trời đó, không phải tin Linh đâu, cái tin da bảo. Phải không? Mệt mệt vậy. Da bảo nha, da bảo. À, da bảo. Ok ok, okay. Là bao giảng hả? Trời quá à. Nói chung tim có một cái ông nói chuyện dèo dèo mà mất tiêu rồi Phương. Tụi bà á. Tụi bà cho tôi lấy cái giọng. Tao nghĩ tao game này. Để đầu óc tao nó được. Ai? Đâu? Ai? Vậy sao nãy giờ tao hỏi mày mày không trả lời? Nãy giờ tớ, tớ mà là tớ. Tao không biết là ông này ông giới bộ hay là cái giọng thiệt đó. Ai? Giọng tớ như là chẳng rồi. Mình đùi tớ. Ờ dạ. Giỡn mặt cá mình. Bảo. Tớ tên Gia Bảo. Quỳnh Trinh à. Mình chán à. Sao bảo. Chị mẹ nè. Chết. Ờ đón người nha, đón người đứng đi ổng. Trời. Trời ơi hai mặt. Đi chăn người đi. Chăn người đi mới cạo. Gạt giùm tôi, gạt giùm tôi. Nói giọng kia mới gạt giùm. Ai gạt cho mình đây, cầm, cầm, cầm.